Giới thiệu với cháu ạ. Hôm nay chúng ta sẽ chữa sang cái phần chuyên đề số 2, phi kim nitơ phốt pho carbon silic oxy lưu huỳnh halogen ở trong cái bộ chống liệt hóa học, trong bộ sách chống liệt hóa học của chú Minh ạ. Trong bộ sách này thì chú Minh đã có phần tóm tắt kiến thức lưu ý cần nhớ lưu lại kẻo quên, có một nhỏ phần nhóm halogen, hai nhỏ phần nhóm oxy lưu huỳnh, ba nhỏ đấy, tóm tắt nhất ạ, ba nhỏ nhóm nitơ phốt pho. Các cháu cần đọc theo cái này thôi ạ, được chưa? Đã bốn nhỏ carbon silic ạ, được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần làm bài tập nhá. Ok chưa? Ok ạ. Nào tiếp tục ạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu chiến đấu ạ. Nào các cháu nhớ là để buổi học được diễn ra được là vui vẻ và hạnh phúc nhất thì các cháu nhớ là comment đáp án liên tục cùng chú Minh nhá, để coi như chúng ta tổng ôn luôn ạ. Ok ạ. Nào. Hãy share lại video này ở đây một một buổi học free ạ. Hãy share lại buổi học này để bởi đây một buổi học free ạ. Câu số 1 ạ. Các loại phân lân thì đều cung cấp cho cây trồng nguyên tố gì? Cái này là hỏi về kiến thức lớp 11 đấy ạ. Các cháu rất là hay quên. Chúng ta mở lại về phân nhé. Đây, phần trong tập nitơ phốt pho đây. Đây, trong này chúng mình đã ghi rất là rõ cho các cháu đây. Phân lân thì cung cấp phốt pho cho cây dưới dạng ion phốt phát. Đấy chưa? Đấy. Độ dinh dưỡng thì bằng phần trăm P2O5 nhá. Vậy ở đây chúng ta chọn gì ạ? Phân lân thì cung cấp cho cây trồng nguyên tố gì ạ? Phốt pho. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, phốt pho. Ok. Câu số 2 ạ. Vào mùa đông thì nhiều gia đình sử dụng bếp than đặt trong phòng kín để sưởi ấm và ngộ độc, gây ngộ độc khí, có thể gây đến tử vong. Nguyên nhân gây ngộ độc khí là do khí nào sau đây? Thì các cháu lưu ý nhé, bếp than là có carbon này, đúng chưa? Phòng kín là có oxy thiếu. Carbon mà trong oxy thiếu thì nó tạo thành gì ạ? CO, đúng chưa? Vậy cái khí gây độc dẫn đến tử vong đấy là khí CO. Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án D các cháu nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D ạ. Đấy rất là dễ thôi ạ. Câu số 3, cái đâu trong đề minh họa năm 2020 ạ. Khí X được tạo ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch. Khí X được tạo ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch và gây hiệu ứng nhà kính. Gây hiệu ứng nhà kính. Vậy khí X là khí gì ạ? Khí X được tạo ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch và gây hiệu ứng nhà kính. Có nghĩa là bản thân cái khí X này nó gây nên cái hiệu ứng nhà kính. Thế thì cái khí X này là khí gì ạ? Đấy thì các cháu chú ý cho chúng mình xem khí X là khí gì ạ? Theo các cháu nghĩ thì khí X là khí gì ạ? Nào, theo các cháu nghĩ thì khí X là khí gì ạ? X là khí gì ạ các cháu? Căng thẳng nhờ, hơi bị căng đấy ạ. Hít là khí carbon dioxide, bởi vì nó gây hiệu ứng nhà kính nên chỉ có carbon dioxide mà thôi. Tiếp ạ, câu số 4 ạ. Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch NH3. Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch NH3 thì điều gì xảy ra? Dung dịch chuyển thành màu gì ạ? Dung dịch chuyển thành màu gì ạ? Cho quỳ tím vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành màu gì ạ? Dung dịch chuyển thành màu gì các cháu? NH3 có tính gì ạ? Nhất NH3 thì có tính kiềm, bazơ đấy ạ. Thì quỳ tím thì chuyển đỏ axit và chuyển xanh khí bazơ. Vậy đáp án đúng chúng ta là phải màu xanh nhá. Màu xanh. Câu số 5 ạ. Câu số 5 ạ. Câu số 5 đề bài hỏi là dung dịch chất nào sau đây có thể hòa tan được CaCO3? Thì CaCO3 là một muối của một axit yếu nhá. CaCO3 là muối của một axit yếu. Vậy thì dung dịch mà có thể hòa tan được CaCO3 ấy, thì mình có KCl là 0, KCl trung tính là 0. KNO3 cũng 0, được ACl cũng 0. Vậy hòa tan được CaCO3 thì chỉ có anh nào thôi ạ? Chỉ có anh HCl thôi ạ, axit chloric. Axit mạnh đẩy axit yếu ra khỏi muối của nó, đúng không ạ? Câu số 6 ạ. Một trong những nguyên nhân gây tử vong nhiều trong vụ cháy là do nhiễm độc khí X. Khi vào cơ thể, khí X kết hợp với hemoglobin làm giảm khả năng vận chuyển oxy trong máu nhá. Đây, khí X kết hợp với hemoglobin làm giảm khả năng vận chuyển oxy trong máu. Thế thì CO2 thì không như vậy, oxy cũng không như vậy, đúng không ạ? Đấy, nhiễm độc khí X này chỉ có thể là khí gì ạ? Carbon monoxide CO các cháu nhá. Đây, carbon monoxide CO. Phần này là phần chống liệt ạ. Hãy share lại buổi học này ở đây, một buổi học free ạ, và giúp chúng mình tác tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu ở đây vậy ạ. Nhá. Đây là phần chống liệt hóa. Chúng mình độ cho những cái bạn nào mà sợ hóa, sợ bị liệt hóa thì những cái chuyên đề này của chúng mình giúp cho các bạn ấy có thể khoanh được trên 3 điểm môn hóa. Một số loại khẩu trang y tế chứa chất bột màu đen. Chất bột màu đen, đá vôi là màu trắng, vứt đi rồi. Đá vôi màu trắng, muối ăn là màu trắng nhá, vứt đi rồi. Thạch cao màu trắng, vứt đi rồi. Vậy ở trong này màu đen thì chỉ có anh nào thôi ạ? Than hoạt tính là màu đen thôi ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D nhá.
một số loại khẩu trang y tế chứa chất bột màu đen có khả năng lọc không khí. Thế thì năm nay là Covid nhiều, thế nên là dẫn đến là than hoạt tính, đúng không? Câu số 8 ạ. Câu số 8 đáp án gì các cháu? Cho vài giọt phenol phthalein. Vừa nãy là hỏi về quỳ tím, bây giờ là hỏi về phenol phthalein. Đấy, chúng ta phải phân biệt rõ, nếu không chúng ta để tránh bị toang thì nớt 3 vẫn là môi trường dung dịch kiềm thôi, nó là bazơ nhá, bazơ yếu. Phenol phthalein thì nó chỉ là chất chỉ thị màu cho thằng bazơ. Nhớ các cháu nhớ nhá, vào bazơ thì phenol phthalein chuyển thành màu hồng, còn vào axit thì không đổi màu. Vậy ở đây thì mình có vài giọt phenol phthalein vào NH3 thì dung dịch chuyển thành màu hồng. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu số 9. Chất nào sau đây được dùng để khử chua đất trong nông nghiệp? Khử chua, thế thì chỗ này là một cái thuật ngữ chuyên ngành ạ. Chua là gì ạ? Đấy. Chua là gì? Chua là đất này có tính axit nhá. Vậy khử chua tương đương với việc là khử axit. Khử axit thì phải sử dụng một anh có tính bazơ nhá. Đấy, vậy để khử chua thì có nghĩa là khử tính axit thì tương đương với lại phải sử dụng một anh nó phải có tính bazơ hay là tính kiềm. Được chưa ạ? Thế thì trong tất cả những anh này thì anh nào có tính kiềm ạ? CaCl2 trung tính, đúng không ạ? CaNO3 hai lần trung tính, đúng không ạ? CaSO4 trung tính, đúng không ạ? Vậy ở đây cái thằng mà có tính kiềm ở đây chỉ có gì ạ? CaO, CaO mà vào nước nhá, CO vào nước thì thu được CaOH hai lần. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C các cháu ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C các cháu nhá. Câu số 10 ạ. Câu số 10 ạ. Câu số 10. Ở nhiệt độ thường thì dung dịch BaHCO3 hai lần thì tác dụng được với dung dịch nào sau đây? Ở nhiệt độ thường thì dung dịch BaHCO3 hai lần tác dụng được với dung dịch nào sau đây? BaHCO3 hai lần thì không ăn được KCl. Không ăn được KNO3. Không ăn được NaCl. Nó chỉ ăn được Na2CO3 để tạo thành kết tụ BaCO3 mà thôi. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D ạ. Câu số 11 đáp án gì ạ các bạn? Gây hiệu ứng nhà kính, làm nhiệt độ trái đất nóng lên, làm biến đổi khí hậu, hạn hán, lũ lụt. Tác nhân chủ yếu gây hiệu ứng nhà kính là gì ạ? Cái này dễ quá, tác nhân chủ yếu của nó là carbon dioxide các cháu nhá. Những cái câu này rất là dễ ạ. Ok, câu 12. Dung dịch Na2CO3 tác dụng được với dung dịch nào sau đây ạ? Dung dịch Na2CO3 tác dụng được với dung dịch nào sau đây ạ? Dung dịch Na2CO3. Dung dịch Na2CO3 tác dụng ạ. Thì anh này nó có tính kiềm nhá. Nó không tác dụng với Na2S4 phải tạo không thành kết tủa này, vứt này. Không tác dụng với KNO3, vứt này. Không tác dụng với CaCl2 này. Vậy ở đây nó chỉ tác dụng được với KOH thôi. Tác dụng được với KOH. Có tác dụng với KOH không? Cũng không ạ. Có thế thì nó tác dụng với thằng nào ạ? Ở đây nó lừa đấy ạ. Tác dụng với thằng D ạ. Bởi vì nó có ion CO3 2 trừ này, canxi 2 cộng để tạo thành CaCO3 các cháu nhá. Đấy, CaCO3 kết tủa. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D ạ. Câu số 13. Chất khí X gây ra hiệu ứng nhà kính, lại gây ra hiệu ứng nhà kính và tham gia quá trình quang hợp của cây xanh tạo tinh bột. Vậy thì cái khí X mà vừa gây hiệu ứng nhà kính mà tham gia quá trình quang hợp cây xanh tạo tinh bột thì nó chỉ có thể là CO2. Câu số 14 ạ. Chất bột X màu đen có khả năng hấp thụ các chất độc nên được dùng nhiều trong mặt nạ phòng độc. Đá vôi là màu trắng, lưu huỳnh màu vàng, thạch cao màu trắng. Vậy trong này một thằng màu đen duy nhất là than hoạt tính thôi. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Câu số 15. Khí sinh ra trong trường hợp nào sau đây? Chú ý là không gây ô nhiễm ô tô nhé các cháu nhé. Không gây ô nhiễm ô tô. Vậy không gây ô nhiễm không khí, quá trình đun nấu đốt lò sưởi trong sinh hoạt là gây ô nhiễm không khí này. Quang hợp của cây xanh là sinh ra oxy. Sinh ra oxy thì có gây ô nhiễm không ạ? Không ạ. Vậy 15 đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu số 16 ạ. Câu 16 đề của Sở Giáo dục Ninh Bình ạ, năm 2020 ạ. Khí CO2 thì tạo kết tủa với lượng dư dung dịch nào ạ? CO2 tạo kết tủa với lượng dư dung dịch nào? Cái này chúng ta quá quen rồi. CO2 thì không tác dụng được với CaHCO3 hai lần, vứt. CO2 tác dụng được với NaOH nhá, nhưng mà không có kết tủa bởi vì mọi muối của natri thì đều tan. CO2 không tạo phát ứng, không phản ứng với BaCl2. Vậy ở đây nó chỉ tạo kết tủa với lượng dư dung dịch CaOH hai lần để tạo thành kết tủa CaCO3 mà thôi. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D các cháu nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D ạ. Câu số 17, Sở Giáo dục Hưng Yên, năm 2020. Trong thực tế thì để làm khô khí amoniac thì ta dùng chất nào sau đây ạ? Amoniac thì nó bản chất của nó là NH3. NH3 thì nó có tính kiềm, đúng không? Tính. Vậy thì không thể sử dụng thằng P2O5 được, P2O5 tính axit, đúng không? CH2O4 đặc cũng tính axit, phản ứng ngay, vứt đi. COS4 khan thì đồng tạo phức với NH3 cũng vứt nốt. Vậy ở đây chúng ta chỉ có thể sử dụng anh CaO khan mà thôi. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ.
Câu số 18 ạ. Đề Sở Giáo dục Hưng Yên năm 2020. Dung dịch N3 đặc không màu khi để lâu ngày ngoài ánh sáng thì sẽ chuyển sang màu gì ạ? HNO3 đặc nhá, không màu thì để lâu ngày trong ánh sáng thì HNO3 nó sẽ bị tự động phân hủy để tạo thành NO2 cộng oxy cộng với lại H2O, được chưa? Vậy thì ngay lập tức NO2 có màu nâu đỏ thì ở trong dung dịch thì nó chuyển thành máu hơi vàng. Đáp án đúng là đáp án C. Ok, các cháu nhớ bài nhá. Câu số 19 ạ. Sở Giáo dục Hà Nội lần 2 năm 2020 ạ. Khí X thoát ra khi đốt than trong lò, đốt xăng dầu trong động cơ, gây ngộ độc hô hấp cho con người và vật nuôi do làm giảm khả năng vận chuyển oxy trong máu. À, giảm khả năng vận chuyển oxy trong máu, vậy nó chỉ có thể là một anh duy nhất thôi ạ. Anh gì ạ? Anh CO carbon monoxide. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án. Khí X được dùng nhiều trong ngành sản xuất nước giải khát và bia rượu. Tuy nhiên, gia tăng nồng độ khí X trong không khí là một trong những nguyên nhân làm trái đất nóng lên, và khí X chắc chắn là CO2. Câu 31 ạ. Nước đá khô được sử dụng để bảo quản thực phẩm. Công thức hóa học của nước đá khô là... Ui, nước đá khô quá dễ ạ. Là gì ạ? CO2. Câu 32 ạ. Cho sắt tác dụng HMNO3 đặc nóng thu được khí X có màu nâu đỏ, N2 không màu, N2O gây cười, NO không màu hóa nâu. Vậy nâu đỏ chỉ có là NO2 mà thôi. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D, NO2 các cháu nhé. Đáp án đúng là đáp án D, NO2. Câu 33. Câu 33. Trong phòng thí nghiệm để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng amoni nitrit bão hòa. Amoni nitrit là NH4, NO2. Đun nóng cháo này thì mình thu được N2 cộng với lại H2O. Vậy đáp án đúng của chúng ta, khí X của chúng ta nó là khí N2 nhá, N2. Câu 34, thành phần chính của phân bón phức hợp. Thành phần chính của phân bón phức hợp, đây các cháu nhìn này. Đây, phân hỗn hợp. Phân hỗn hợp đây ạ. Đây là NH42 lần HPO4 và KNO3, đây là phân hỗn hợp. Thế vậy thì suy ra phân phức hợp phải là không có cháo này. Đúng chưa? Vậy phân phức hợp của chúng ta là gì ạ? Phân bón phức hợp amophos của chúng ta chỉ có thể là NH4H2PO4 và NH42 lần HPO4 mà thôi. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu 35. Câu 35 ạ. Câu 35 đáp án gì ạ các cháu? Thí nghiệm với dung dịch HNO3. Thí nghiệm với dung dịch HNO3 thì thường sinh ra khí độc NO2. Để hạn chế khí NO2 thoát ra từ ống nghiệm thì người ta nút ống nghiệm bằng bằng một cái chất gì đó mà nó hấp thụ được NO2 nhá. Hấp thụ NO2 thì bông khô không hấp thụ được. Bông tẩm nước không, bông tẩm giấm ăn càng không, vậy chỉ có thể là bông tẩm nước vôi thôi, bởi vì nước vôi chúng ta là CaO lần nó có tính kiềm mà thì nó sẽ hấp thụ thành oxit có tính axit. Vậy đáp án đúng ở đây chúng ta nó phải là C, bông tẩm nước vôi. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Câu 36. Phát biểu nào sau đây là đúng? Thành phần chính của super phosphat kép là sai, mình vừa mới giải xong. Ure công thức là NH22 lần CO, cái này mới đúng ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây nó là đáp án C. Ure có công thức là NH22 lần CO. Câu 37. Câu 37. Từ 6,2 kg phosphor. Từ 6,2 kg phosphor 37 đáp án gì ạ các cháu? Từ 6,2 kg phosphor chúng mình tìm được số mol phosphor nhé. 6,2 chia 31 thì bằng 0,2. Điều chế được bao nhiêu lít dung dịch H3PO4? H3PO4 hiệu suất là 80% lại 0,8. Vậy anh này là 0,2 thuận nhân nhân với 0,8, được chưa? Thuận nhân hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế là 80%. Vậy là 0,2 nhân 0,8 thì bằng 0,16. Về đồng độ là 0,16 chia cho 2. 0,16 mà chia cho 2 thì bằng 0,8, 0,08, 0,08 tương đương với là 80 lít. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D nhá. Câu 38 ạ. Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 thì các cháu chú ý này, AgNO3 chúng ta mà nhiệt phân ấy thì nó thu được bạc cộng với lại NO2 cộng với oxy. Vậy sản phẩm phản ứng nhiệt phân của AgNO3 của chúng ta chắc chắn thu được bạc, NO2 và oxy. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok ạ. Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay cùng chú Minh Mialin ạ. Hãy share lại buổi học này, bởi đây là một buổi học free ạ, và giúp chú Minh tag tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây vậy ạ. Câu số 39 ạ. Câu số 39. Hấp thụ hoàn toàn không phải, bắt đầu sang bài tập nữa ạ. Hấp thụ hoàn toàn 0,336 lít CO2 vào 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm. Vậy mình có này, số mol OH trừ chia số mol CO2 bằng bao nhiêu đấy ạ? Số mol OH trừ ở đây mình sẽ có này, bằng số mol của NaOH là 0,1.
nhân với 0,2, số mol nó mát bằng 0,02. Số mol cao mát bằng 0,1 nhân 0,2 cũng bằng 0,02. Vậy tổng số mol mát trừ bằng 0,02 cộng 0,02, 0,04 chia cho số mol CO2 là bằng 0,15. 0,04 mà chia cho 0,15. 0,04 chia 0,15. 2 0,04 chứ. 0,015 ạ. 0,04 chia cho 0,015 ạ. 2,66. 2,66. Cháu này lớn hơn 2, nhỏ hơn 3. Vậy tất cả tạo thành muối CO3 trừ và OH trừ dư. Vậy bao nhiêu carbon chú hết vào trong CO3 trừ? 0,015. OH trừ dư bằng cách bảo toàn điện tích 0,14, 0,04 này trừ 0,015 nhân 2. Vậy là 0,04 trừ 0,03 thì OH trừ dư là 0,01. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta có chất rắn của chúng ta bao gồm OH trừ dư CO3 trừ Na cộng K cộng. Vậy cộng tổng lại chúng ta tìm được khối lượng luôn. 0,01 nhân 17 cộng 0,015 nhân 60 cộng với lại Na cộng 0,02 nhân 23 cộng 0,02 nhân 39 bằng 2,31 gam ạ. 2,31 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C các cháu ạ. Rất rất dễ luôn ạ. Rất rất dễ luôn ạ. Nào chúng ta sang câu 40 ạ. Dẫn khí CO dư đi qua ống sứ đựng 7,2 gam bột FeO. Hoàn toàn chúng ta tìm được luôn số mol FeO bằng 0,1. Nung nóng thu được hỗn hợp khí X. Vậy thu được CO2 0,1 rồi. Toàn bộ khí X vẫn đúc với trong dư thu được mg kết tủa. CO2 mà vào CaOH 2 lần dư. Bởi vì ở đây có từ dư các cháu nhá. Bởi vì ở đây có từ dư nên toàn bộ CO2 tạo hết thành kết tủa. CaCO3 số mol là 0,1. 0,1 mol kết tủa CaCO3. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng bằng 0,1 nhân 100 thì bằng 10 gam. Đáp án đúng là đáp án B bỏ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ. Câu số 41 ạ. Câu số 41 ạ. Để hòa tan 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 thì trong đó số mol FeO bằng số mol Fe2O3, các cháu chú ý cùng học với chú Vinh nhá. Thì hoàn toàn do số mol này bằng nhau nên chú Vinh quy đổi tất cả hỗn hợp ba này về Fe3O4 được không ạ? Quy đổi hết về Fe3O4. Chúng ta tìm được số mol bằng 2,32 chia 232 thì bằng 0,01. Cần vừa đủ HCl, tác dụng HCl thì nó sẽ tạo thành là FeCl2 cộng với FeCl3 cộng với lại H2O. 236 xong 28 8 được chưa? Đây là 4. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được số mol HCl bằng 0,01 nhân 8 bằng 0,08. 0,08 chia 1. Vậy nồng độ V là 0,08. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C ạ. Câu 42 ạ. Cho 2,13 gam hỗn hợp X. 2,13 các cháu ạ, những câu này rất rất dễ thôi ạ. Rất rất dễ thôi ạ. 2,13 gam hỗn hợp X gồm 3 kim loại là magie này, đồng này, nhôm này, tác dụng hoàn toàn với oxy thì thu được Y gồm các oxit. Gọi oxit này vẫn gồm magie này, Cu này, nhôm này và oxy trong oxit không ạ? Khối lượng là 3,33 mà khối lượng của tụi này bằng 2,13 rồi. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng của oxy bằng 3,33 trừ 2,13. 3,33 trừ 2,13 bằng 1,2 chia 16 bằng 0,075 mol. 0,075 mol oxy trong oxit. Thế thì bây giờ là tác dụng HCl thì một oxy trong oxit ăn 2H cộng. Vậy số mol bằng 0,15 mol H cộng. 0,15 mol H cộng thì ngay lập tức chúng ta tìm được nồng độ bằng 0,15 chia cho 2 bằng 0,075. 0,075, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Rất rất dễ. Câu 43. 43 đáp án gì ạ các cháu ạ? 43. Ô nhiễm không khí có thể gặp mưa axit gây tác hại rất lớn với môi trường. Hai khí là nguyên nhân gây ra mưa axit thì chỉ có thể là SO2 và NO2. Câu 44. Một mẫu khí thải công nghiệp chứa các chất khí sau. Để loại bỏ các khí đó thì mình nhìn thấy tất cả các chất khí này nó đều có tính axit. Vậy chúng ta nên sử dụng một anh kiềm. Nhưng anh kiềm này nó phải giá rẻ. Và anh kiềm mà giá rẻ thì ở đây chúng ta ưu tiên nhất là sử dụng anh kiềm CaOH 2 lần. Anh này là kiềm giá rẻ nhất. Câu 45 ạ.
phản ứng nào sau đây? Các cháu thấy không ạ? Rất rất dễ ạ. Phần chống liệt hóa rất đơn giản thôi ạ. Rồi các cháu hoàn toàn có thể làm được trên 3 điểm môn hóa nên không có gì phải sợ với cuốn chống liệt hóa này của chúng mình ạ. Câu 45, phản ứng nào sau đây không phải phản ứng xóa khử? Không phải phản ứng xóa khử là không có sự thay đổi số xóa. Canxi dương 2, oxy trừ 2, carbon dương 4, được chưa? Vậy đây ạ, cháu này không có sự thay đổi số xóa. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 46, lưu huỳnh trong chất nào sau đây vừa có tính oxy hóa mà lại vừa có tính khử? Vừa có tính oxy hóa và vừa có tính khử khi và chỉ khi số xóa của nó là trung gian. Vậy ở đây trung gian thì anh này là dương 6 cao nhất vứt, dương 6 vứt, trừ 2 thấp nhất vứt. Vậy trung gian chỉ có SO2 và thôi, vừa oxy hóa vừa khử là SO2. Câu 47 ạ. Khi làm thí nghiệm với H2O đặc nóng thì thường sinh ra khí SO2. Để hạn chế tốt nhất khí SO2 thoát ra môi trường gây nhiễm ô nhiễm môi trường thì nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch là nó hấp thụ được SO2. SO2 chúng ta là một thằng oxit axit, vậy không thể sử dụng giấm ăn có tính axit được, muối ăn trung tính không được, cồn không được mà phải sử dụng ưu tiên là sút NaOH. 48, cho phương trình hóa học sau, cân bằng phương trình. Thế ở đây nhá, sắt không này, liên sắt dương 3 này, 3E điền đây này, lưu huỳnh dương 6 này, về lưu huỳnh dương 4 này, 2E này, và đây là 2, đây là 3, được chưa? 2 sắt, 3 lưu huỳnh cộng 3 lưu huỳnh là 6 lưu huỳnh. Vậy A chia B là bằng 2 chia 6, được chưa? Và 2 chia 6 là gì ạ? Nào, 2 chia 6 bằng 1 chia 3. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, được chưa? Câu 49. Câu 49, nguyên tố học nào sau đây thuộc nhóm halogen? Nguyên tố học nào sau đây thuộc nhóm halogen? Halogen là gồm gì ạ? Đây này, halogen đây chúng mình vừa mới dạy xong. Đây, trong cuốn sách này chúng mình nói lại hết. Halogen. Đây này, nhóm halogen này, clo đến iốt. Vậy chúng ta sẽ có là gì ạ? Clo này. Đây, clo này, brom này, iốt này, flo nữa. Vậy mình có thằng mà không thuộc nhóm halogen, clo là halogen này. Thuộc nhóm halogen là clo rồi. Đáp án A. Câu 50 ạ. Cho dung dịch Na2S vào dung dịch chất X thu được kết tủa màu đen. Na2S vào BaCl2 không có kết tủa gì cả. Vào NaNO3 không. Vào CaNO3 hai lần không. Vào FeCl2 thì thu được FeS cộng với lại NaCl. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D ạ. Câu 51 ạ. Rất là cảm ơn các cháu đã và đang theo dõi buổi học này của chúng mình ạ. Hãy share lại buổi học này bởi đây một buổi học free ạ. Và giúp chú Minh tác các bạn bị mất gốc của cháu vào đây ạ. Câu 51. Chất bột X màu vàng được sử dụng để thu gom thủy ngân khi bị rơi vãi. Màu vàng. Lưu huỳnh màu vàng, than đặc tính màu đen. Đá vôi màu trắng, thạch cao màu trắng. Được chưa? Ok chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là gì ạ? Lưu huỳnh. Đáp án đúng đáp án A. Câu 52. Ở điều kiện thường phi kim nào sau đây ở trạng thái rắn? Ở điều kiện thường phi kim nào sau đây ở trạng thái rắn? Clo ở trạng thái khí, brom ở trạng thái lỏng, nitơ ở trạng thái khí, chỉ có iốt là ở trạng thái rắn mà thôi. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D ạ. Câu 53. Câu 53. Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe này, magie này, kẽm này bằng một lượng vừa đủ H2SO4 loãng thì thu được hydro 0,06 m gam muối. Ui, cái này sử dụng công thức thần thánh các cháu ạ. Cái này sử dụng công thức thần thánh, m muối sunfat thì bằng m kim loại cộng với 96 nhân NH2. Bây giờ bấm máy tính là xong ạ. M kim loại biết rồi, 3,22 cộng với 96 nhân 0,06 bằng bao nhiêu đấy ạ? 8,98 gram. 8,98 gram. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 54. Câu 54. Hòa tan 5,6 gram sắt. Số mol sắt của chúng ta bằng 5,6 chia cho 56 thì bằng 0,1. Vào H2O4 loãng dư thu được dung dịch X. H2SO4 loãng. Dung dịch X chúng ta là FeSO4 0,1 nhá. Tác dụng vừa đủ với KmnO4
Vậy giá trị của V là, chúng ta lưu ý ạ, sắt này là sắt dương 2 sẽ lên sắt dương 3. Được chưa? Mn dương 7 sẽ về Mn dương 2. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta đi bảo toàn E là sao? Bảo toàn electron 0,1 này, dương 2 lên dương 3 là 1. 0,1 nhân 1 bằng Mn dương 7 về Mn dương 2 là 5 nhân với lại số mol của K MnO4. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được số mol của K MnO4 bằng 0,1 trên 5. Được chưa? 0,1 trên 5. Đấy, ra được số mol K MnO4 nhá. Chú ý đây là nồng độ này, là 0,5 m lại chia tiếp 0,5 nữa thì nó là 0,04. 0,04, vậy suy ra chúng ta tìm được V luôn là bằng 40 ml. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Đáp án đúng chính xác của chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu 55. Câu 55 hòa tan. Câu này lại rất là dễ luôn, chúng ta lại có một công thức thần thánh luôn ạ. M muối sunfat không cần phải hiểu nhiều ạ, bởi đây là chống liệt ạ, thì bằng M oxit, được chưa, cộng với mở ngoặc đơn trừ 16 cộng 96 nhân với lại NH2S4. Mở oxit biết rồi này, 2,81 này, 2,81 này, trừ 16 cộng 96, vậy là cộng với lại 80 nhân với lại số mol H2S4 là 0,5 nhân 0,1 là 0,05 bằng 6,81 gam ạ. 6,81 gam, các cháu có hiểu không ạ? 6,81 gam, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. À, rất rất dễ luôn. Câu 56 ạ. Câu 56 ạ. X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2S4 loãng. X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2S4 loãng. Đây, đồng không tác dụng vứt, bạc không vứt. Y là kim loại tác dụng được với FeNO3 3 lần. Đồng tác dụng được với sắt 3. Magie cũng tác dụng với sắt 3. Nhưng bạc thì không tác dụng được với sắt 3. Loại luôn. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Rất rất dễ luôn. Ok ạ. Câu 57 ạ. 57 hơi khó chút xíu ạ. Cho 3,68 gam. Cho 3,68 gam. Hỗn hợp gồm nhôm và kẽm. 3,68 gam. Hỗn hợp gồm nhôm và kẽm. Tác dụng một lượng vừa đủ dung dịch H2S4 10% thì thu được khí hydro 0,1. Vậy suy ra số mol H2S4 phản ứng là 0,1. Được không ạ? Số mol H2S4 phản ứng là 0,1 thì ngay lập tức chúng ta sẽ tìm được ạ. Thứ nhất là tìm được MH2SO4 nguyên chất có phải chính bằng 0,1 nhân 98 không ạ? Đến đây chúng ta tìm được M dung dịch H2SO4 10% sẽ bằng là 9,8 chia cho 0,1 thì bằng 98 không ạ? Đề bài hỏi chúng ta là khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng. Thì mình có là M dung dịch sau bằng M dung dịch ban đầu cộng M vào trừ M ra, phải không ạ? Vậy ở đây mình có này, M dung dịch ban đầu tìm được rồi bằng 98. M vào chúng ta là gồm nhôm và kẽm là 3,68. Trừ M ra là hydro bay ra là 0,1 nhân 2. Được chưa ạ? Vậy mình sẽ có là 98 cộng 3,68 trừ 0,2 bằng 101,48. 101,48. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Câu 58 ạ. Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học? Clo vào FeCl2 thì chúng ta thu được FeCl3. Vứt. H2S vào CuCl2 thu được CuS. Vứt. H2S vào FeCl2, chú ý không thu được kết tủa bởi vì kết tủa FeS tan trong HCl. Vậy không xảy ra phản ứng này của chúng ta, nó là đáp án đúng là đáp án C. FeH4 loãng nguội thì tạo thành FeSO4 cộng với lại H2. Ok ạ, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C ạ. Ok các cháu ơi, câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay ạ. Câu 59 ạ. Câu 59, câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay. Số phản ứng oxy hóa khử là tác dụng H4 đặc nóng thì nó phải còn là còn tính khử. Vậy MgO hết tính khử rồi, vứt. NaI thì có Y trừ còn tính khử, 1,6. FeS có. F3O4 dương 83 chưa mắc nhất có. F2O3 là mắc nhất rồi, vứt. FeO là dương 2 có. FeH2 lần dương 2 có. FeH3 lần không. FeS4 Fe dương 2 có. F2O4 3 lần không. Vậy số phản ứng oxy hóa khử ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 cháu. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok. Ok.